chào mọi người, em tên là Minh, hiện tại em đang là phó giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Hôm nay em quay video này để chia sẻ với mọi người một phương pháp điều trị bệnh viêm phụ khoa hiệu quả, an toàn ngay tại nhà. Thì như mọi người cũng đã biết, hiện tại bệnh phụ khoa rất là phổ biến. Có trên 80% chị em phụ nữ mắc các triệu chứng về viêm nhiễm phụ khoa. Nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa thì có rất là nhiều nguyên nhân, và em cũng xin điểm danh một số nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa như sau. Đó là việc vệ sinh không đúng cách, dùng những cái sản phẩm dung dịch vệ sinh làm thay đổi cái nồng độ pH bên trong cô bé cũng là những cái nguyên nhân mà gây nên cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Quan hệ tình dục không lành mạnh, rồi do cái yếu tố tâm sinh lý, stress căng thẳng kéo dài, đó là những cái nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến viêm phụ khoa. Vậy thì cách điều trị như thế nào cho hiệu quả thì hôm nay em sẽ xin giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm để trị bệnh phụ khoa, đó là viên đạt phụ khoa Diệp Tố Như. Thì viên đạt phụ khoa Diệp Tố Như là một sản phẩm được phân phối bởi Đông Y Thanh Mộc Hương với thành phần hoàn toàn từ các loại thảo dược thiên nhiên, có công dụng điều trị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa. Thì như chị nào đã dùng cái sản phẩm này thì cũng chắc chắn sẽ rất hài lòng, bởi vì là cái sản phẩm này có cơ chế điều trị nó khác hẳn so với Tây Y. Bởi vì là khi mình đặt thuốc vào thì sẽ đào thải hết được các dịch viêm ra phía bên ngoài, nhưng mà Tây Y thì không làm được điều đó, bởi vì là Tây Y chỉ là dạ kháng sinh tại chỗ thôi. Cho nên là khi nếu mà mình dùng viên đặt Tây Y thì sẽ bị tái đi tái lại rất là nhiều lần. Thì em sẽ xin review với mọi người cái sản phẩm viên đặt phụ khoa Diệp Tố Như. Trong một hộp viên đặt phụ khoa Diệp Tố Như sẽ gồm có 8 viên đặt. Sẽ gồm có 8 viên đặt như thế này, và 2 ngày mọi người sẽ đặt cho em một viên. Trong cái quá trình đặt, khi có dịch viêm thải ra, mọi người sẽ có cái triệu chứng ngứa thì mọi người sẽ dùng cái đây là dạng chiết của kem bôi dao thần mộc để mọi người bôi vào cái vùng bị ngứa. Thì trước khi đặt thì mọi người sẽ vệ sinh sạch sẽ cái vùng kín của mình bằng cách mọi người có thể nấu nước lá trầu không hoặc nước lá chè xanh để mọi người vệ sinh. Và khi mọi người đặt cái sản phẩm này thì mọi người nên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ, khi đấy thì mọi người sẽ không phải vận động, tránh làm mất thuốc. Và cái thuốc này nó sẽ có cơ chế là tự tan, cho nên là mọi người không cần phải lấy ra giống như các dạng kén trên thị trường hiện nay. Đó là một cái điều rất là tiện lợi cho sản phẩm. Thì khi mà mọi người dùng, mọi người sẽ ra sau 2 đến 3 viên. Chị nào bị viêm thì sẽ đào thải hết những cái dịch viêm ra ngoài đó, và mọi người sẽ thấy những cái cặn bẩn nó được đào thải ra ra bên ngoài, thì mọi người sẽ cảm nhận được cô bé của mình nó sẽ rất là thoáng và rất là dễ chịu. Thì trên đây em đã review cho mọi người cái sản phẩm viên đạt phụ khoa Diệp Tố Như. Nếu chị nào mà có nhu cầu hoặc là cần tư vấn điều trị thì mọi người hãy liên hệ để lại bình luận dưới video này, hoặc liên hệ theo số hotline 0332 731 926 nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.